Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 18 từ câu 1 đến câu 40. Đức Giêsu bị bắt giữ. Sau khi nói những lời đó, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ sang bên kia suối Kidron. Ở đó có một thửa vườn, người cùng với các môn đệ đi vào. Giuđa, kẻ nộp người, cũng biết nơi này, vì người thường tụ họp ở đó với các môn đệ. Vậy, Juda tới đó, dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pharisee. Họ mang theo đèn đuốc và khí giới. Đức giê -xu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi, Các anh tìm ai? Họ đáp, tìm giê xu -na Người nói, chính tôi đây. Judah, kẻ nộp người, cũng đứng chung với họ. Khi người vừa nói, chính tôi đây thì họ lùa lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi một lần nữa: Các anh tìm ai? Họ đáp: Tìm Giêsu Nazareth. Đức Giêsu nói: Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy nếu các anh tìm bắt tôi thì hãy để cho những người này đi. Thế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói: Những người cha đã ban cho con con không để mất một ai ông simon ferro có sẵn một thanh gươm bèn tuốt ra nhằm người đầy tớ vị thượng tế mà chém đứt tay phải của y người đầy tớ ấy tên là manco đức giê xu nói với ông ferro hãy xỏ gươm vào bao chén mà chúa cha đã trao cho thầy lẽ nào thầy chẳng uống Đức giê -xu bị điệu ra trước các ông Kha-nan và cai -pha. Ông phê -rô chói thầy. Bấy giờ, toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do Thái bắt Đức giê -xu và trói người lại. Trước tiên, họ điệu Đức giê -xu đến ông Kha-nan là nhạc phụ ông cai -pha. Ông cai -pha làm thượng tế năm đó. Chính ông này đã đề nghị với người Do Thái là nên để một người chết thay cho dân thì hơn Ông Simon Phêrô và một môn đệ khác đi theo Đức Giêsu. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Đức Giêsu vào sân trong của tư dinh vị thượng tế. Còn ông Phêrô đứng phía ngoài, gần cổng. Người môn đệ kia quen biết vị thượng tế ra nói với chị giữ cổng, rồi dẫn ông Phêrô vào. Người tớ gái giữ cổng nói với ông Phêrô cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao?" Ông liền đáp, "Đâu phải, vì trời lạnh, các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở đó. Ông Phêrô cũng đứng sưởi với họ. Vì thượng tế ra hỏi Đức Giêsu về các môn đệ và giáo huấn của người, Đức Giêsu trả lời, "Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ, Tôi hằng giảng dạy trong hội đường và tại đền thờ, nơi mọi người do Thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút. Sao ông lại hỏi tôi? Điều tôi đã nói, xin cứ hỏi những người đã nghe tôi. Chính họ biết tôi đã nói gì. Đức giê -xu vừa dứt lời, thì một tên trong nhóm thuật hạ đứng đó vả vào mặt người mà nói. Anh trả lời vị thượng tế như thế ư? Đức giê -xu đáp. Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi? Ông Khanan cho giải người đến Thượng Tế Cai Pha. Người vẫn bị trói. Còn ông Simon Ferro thì vẫn đứng sưởi ở đó. Người ta nói với ông, cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của ông ấy sao? Ông liền chối. Đâu phải. Một trong các đầy tớ của vị thượng tế, có họ với người bị ông phê rô chém đứt tay lên tiếng hỏi tôi đã chẳng thấy bác ở trong vườn với ông ấy sao một lần nữa ông phê rô lại chối và ngay lúc ấy gà liền gãi đức giê xu bị điệu ra trước tổng trấn phi tô vậy người do thái điệu đức giê xu từ nhà ông cai pha đến dinh tổng trấn lúc đó trời vừa sáng nhưng họ không vào dinh kẻo bị nhiễm uế mà không ăn lễ vượt qua được vì thế tổng trấn Vilato ra ngoài gặp họ và hỏi các người tố cáo ông này về tội gì họ đáp nếu ông này không làm điều ác thì chúng tôi đã chẳng đem nộp cho quan ông Vilato bảo họ các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người người do thái đáp chúng tôi không có quyền xử tử ai cả. Thế là ứng nghiệm lời Đức giê -xu đã nói, khi ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Ông phi tô trở về dinh, cho gọi Đức giê -xu và nói với người, ông có phải là vua dân do Thái không? Đức giê -xu đáp, Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với Ngài về tôi? Ông phi tô trả lời, tôi là người Do Thái sao? chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi ông đã làm gì đức giê xu trả lời nước tôi không thuộc về thế gian này nếu nước tôi thuộc về thế gian này thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người do thái nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này ông Phi-la-tô liền hỏi vậy ông là vua sao đức giê xu đáp chính ngài nói rằng tôi là vua Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Ông Philato nói với người, sự thật là gì? Nói thế rồi, ông lại ra gặp người Do Thái và bảo họ. Phần ta, ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy, theo tục lệ của người. Vào dịp lễ vượt qua, ta thường tha một người nào đó cho các người. Vậy các người có muốn ta tha vua dân do thái cho các người không? Họ lại la lên rằng, Đừng tha nó, nhưng xin tha ba, -ra -ba mà ba, -ra ba là một tên cướp. Đó là lời Chúa, lời Chúa Kitô, người khen Chúa.